Xin chào tất cả các bác, hiện tại tôi đang ở thành phố Tân An thuộc tỉnh Long An. Thì đây đấy chính là cái đường quốc lộ 1A nha các bác. Và còn cái đường này đó chính là cái đường Hùng Vương. Đây là cái trục đường mà gọi là đường chính và là xuyên vào cái thành phố Long An và đi đường này đi về miền Tây được nha các bác, đi về Cần Thơ được này. Thì ở Bình Dương ấy là có cái gọi là một cái trung tâm rất lớn, đó là thành phố mới. Thì ở Long An đó là có một cái trung tâm, đó là gọi là trung khu trung dân cư trung tâm mở rộng của thành phố Tân An. Và nó cũng giống như một cái thành phố mới của Long An vậy đấy. Thì bây giờ chúng ta đi khám phá khu này một xíu nhá. Thì ở trong cái khu này ấy là có nhiều cái khu dân cư khác nữa. Thì tôi sẽ quay dần dần cho các bác. Bây giờ chúng ta đi nhá. Bây giờ chúng ta vòng vào về dưới này đi. Thì trong cái khu mở rộng của thành phố Tân An này ấy thì có rất là nhiều cái dự án. Có thể kể đến dự án rất nổi bật, đó là dự án The Green City, hay là thành phố xanh của thằng Đồng Tâm đấy. Đây các bạn này. Thì toàn khu vực này là Green City nhá, thuộc về của Green City nhá. Bây giờ chúng ta lướt qua thôi. Còn về chi tiết thì chúng ta sẽ xem một cái video riêng về cái thằng Green City này. Đây, nhà đây là mấy cái nhà giống kiểu biệt thự không các bác, nhìn đẹp không? Rất đẹp đúng không? Nhưng mà sao nó xây nhà thô lên như thế, nó bán cho chúng ta đấy. Sau đấy thì các bác muốn xây sửa gì thì các bác cứ mua về rồi các bác xây. Đấy, sau khi người ta xây sửa lại này thì mấy cái kiểu nhà này nó phải là nhà thô, có nghĩa là nó chỉ xây lên như thế cho các bác thôi. Sau đấy các bác vào bên trong thì các bác tự sơn sửa lại tùy ý của các bác. Rồi, đây có khu phức hợp thể thao này của Green City này. Đây là cái cầu gì đây này, cầu này là đi lên thành phố lại đấy. Về cái quy mô ấy thì cái thằng này thì không thể bằng thằng thành phố mới được. Về cái đẳng cấp thì cũng có thể bằng được, nhưng mà nó cũng là một cái mô hình kiểu như vậy đấy. Đây là khu phức hợp thể thao này, hiện tại đang xây thôi. Đây có cái sân bóng đá nhân tạo này, sân tennis này, khu thể thao thành phố xanh. Mấy cái dự án dưới này thì nói chung là trầm lắng lắm, vì dân ở dưới này thì người ta cũng không có nhiều tiền để mà vào đây ở đâu. Oh man, đây là cái sông Vàm Cỏ gì các bác này. Sông này là cái sông Vàm Cỏ gì đấy, tôi không nhớ rõ tên nhưng mà kiểu như là Vàm Cỏ gì đấy. Thì cái khu mở rộng thành phố mới này là nó như vậy, nó làm sát một bên như thế đấy. Đất dưới này thì còn nhiều lắm, nhưng mà chưa thấy cái nhà nào vào đây ở ấy á. Hệ thống đường xá thì cơ bản nó đã hoàn thiện rồi, nhưng mà hệ thống điện đài thì chưa. Hệ thống điện đài thì chưa thấy triển khai nha các bác. Phía bên này là thuộc cái khu khác này, khu dân cư khác này. Còn phía bên này là thuộc thằng Green City này. Đó, thì thằng Green City thì nó làm điện đài hết rồi. Đấy, đất đây còn nhiều phết nhỉ. Cái khu này biết bao giờ mới có người vào ở đây. Tuy nằm gần đường lớn nhá, nằm gần quốc lộ 1A, nằm ở đường Hùng Vương, nhưng mà không thấy nhiều người ở khu này các bác ạ. Chỉ có về dưới này thôi. Vòng qua đây đi. Đường xá thì rất đẹp rồi đấy. Đất còn nhiều lắm mà.
Đây gọi là cái khu mở rộng các bác nhá, mở rộng của thành phố Tân An. Thì tôi sẽ về tôi xem thử cái tên chính xác của nó là gì để tôi đặt tên cho các bác xem cho nó rõ ràng. Nói chung là nó to lắm, nó kéo qua tận bên kia rồi mà. Với lại nằm phía bên kia đường quốc lộ luôn. Thì lát là chạy qua bên kia coi thử. Cái đường này không đi được. Đất ở khu vực này thì chắc nó rơi vào tầm khoảng 4 đến 5 triệu một mét các bác nhá. Chính xác giá của nó thì khoảng tầm 4 triệu. Còn giá thị trường như thế nào thì các bác vui lòng xem ở đầu video. Đấy, cây cắt theo cái hình cái trụ mắc cười nhỉ. Mua rồi nhưng mà chưa được vào ở đâu. Chắc cái quá trình triển khai của nó thì hơi chậm, cho nên là người vào ở thì vẫn chưa thấy, chỉ có ở ngoài kia thôi. Đường xá vẫn chưa hoàn thiện mà. Đường Hùng Vương này. Đường Hùng Vương này là trục đường chính trong khu này đấy. Đi xuyên qua thành phố Tân An đầu kia luôn. Đô thị ven sông Vàm Cỏ này, lát quay chỗ này nhá. Đây là lướt qua thôi. Lát là có một video riêng về cái này. Khu bên này đẹp phết này. Cái khu bên chỗ Vàm Cỏ đẹp phết đấy. Lát quay khu bên này này. Chạy vào thử một vòng đấy. Lát rồi quay sau, lướt vào thôi. Đô thị ven sông Vàm Cỏ. Sông Vàm Cỏ thì Vàm Cỏ Đông. Các bác nghe cái bài đấy chưa? Vàm Cỏ Tây gì đấy. Em ở đầu sông, anh cuối sông đấy. Thì em nổi tiếng rồi đúng không? Ồ, trong này còn nhiều cái hay đấy. Thôi, quay ra thôi. Lát quay cái này xong. Lát nữa, lát các bác cứ vào trong kênh xem cái video về khu đô thị Vàm Cỏ đấy nhá. Tôi sẽ quay chi tiết hơn cho các bác. Nó phải đâu, đây không phải là cây đào. Đây là cây đô thị gì rồi. Đủ mà mấy trẻ đâu này là đang đua. Bên này cũng thuộc cái khu đấy luôn nhá. Thì đất ở đây nó là 579 triệu. Một nền 100 mét. Tính ra là đất là gần 6 triệu một mét đấy. Khu này đất 6 triệu một mét là cao các bác. Nếu các bác mua mà các bác muốn kiếm lời thì khoảng 4 triệu thôi. Đất ở đây chính xác theo tôi định giá là 4 triệu thôi nhá. Đây có trường học này. Tôi định giá đất hơi bị giỏi đấy. Vì tôi đi nhiều lắm mà, tôi đi nhiều lắm, nhiều khu lắm rồi.
cho nên là tôi biết được cái chỗ nào đất, chỗ nào đắt, chỗ nào rẻ. Là ra bên vùng nông thôn rồi này. Ở đây thì thấy xây loạn xà ngầu lên, xây nhà cấp 4 đấy. Nói chung là cũng ở thế là được rồi đúng không? Cái nhà như thế này khoảng 1 tỷ là đúng rồi. Nhà này thì khoảng tầm 1 tỷ rưỡi 2 tỷ. Đất của cái khu này thì còn nhiều khủng khiếp, cho nên các bác mua khu này thì cũng phải tính toán cho kỹ đấy, chứ không phải là. Mua xong thì không ai bán lại không được thì cũng đuối. Bên này đất mới, chỗ bên này là mới triển khai này, mới lát nền với lát đồ lại vào thôi. Làm gạch này là ngon rồi, gạch này là ăn chơi làm mới làm mấy cái gạch này đấy. Nhưng mấy cái gạch này là tương lai nó rất là dễ bể các bác nhá, nhưng mà đẹp, được cả là đẹp. Đường xá, đường điện, thấy khu bên này làm tốt hơn khu bên kia. Khu bên này làm thấy nó gọn gàng hơn này, đẹp hơn này. Ngoài kia là đường quốc lộ 1A rồi đấy. Đất bên này như là thuộc một cái dự án khác các bác nhá. Nó cũng là thuộc trong cái thành phố mở rộng luôn, nhưng mà nó lại thuộc một cái khu dân cư khác. Đất đây là người ta đã mở bán đấy các bác này. Khu này người ta mở bán đấy này. Thì đất ở cái miếng ở ngoài này thì nếu mà nó bán theo giá thị trường thì chắc tầm khoảng 600 triệu một lô đấy, 600 đến 700 triệu một lô. Còn nếu mà các bác muốn mua mà ép giá đầu tư thì khu này các bác chỉ có thể mua khoảng 400 là nó đúng giá nhất. Khoảng 400 là nó đúng giá nhất khu này. 400 một lô đất là đúng giá nhất. Cái này ra quốc lộ 1A này. Bây giờ chúng ta chạy qua khu bên kia nhé. Qua khu bên kia luôn. Qua khu bên kia đó không biết khu đấy là khu gì, nhưng mà nó cũng thuộc nằm trong cái khu thành phố này luôn á. Thì so với thành phố mới thì cái khu này bình thường thôi, không có cái gì nổi bật hết. Nó như những cái khu dân cư đến Sài Gòn. Được cái đất nó rẻ hơn thôi. Cho tôi đi vào cuối tuần các bác nhá, cho nên là không có ai làm hết. Chứ còn nếu mà đi vào ngày thường ấy thì chắc là có nhiều người làm việc ở đây. Đất đây là bán 600 triệu một nền đâu kìa. Sáu trăm triệu khu này thì vẫn còn cao, rất cao. 600 triệu nền 100 mét kìa. 400 thôi, 450 là cao nhất, là đúng giá nhất luôn á, đúng giá với quy mô vị trí luôn. Bây giờ chạy thẳng qua bên kia luôn. Thì chúng ta đang đi trên đường Hùng Vương, con đường này đường quốc lộ 1A này. Đi
so với cái thị trấn Bến Lức ấy, khu Bến Lức ấy thì cái khu này nó buồn hơn. Đây này, phía bên này là của khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6 thành phố Tân An này. Cái này của Long An IDCO đầu tư, phía bên này là khu khác rồi. Đường này xe container chạy ác chiến đấy. So với cái khu lúc nãy thì khu bên này nhìn thấy nó sầm uất hơn. Thấy nhà cửa khu bên này xây ngon hơn này. Đấy, nhà cửa xây lên. Soạn báo Long An đây đây ở đây này. Ồ, khu Long này đẹp hết đấy. Khu này là chắc là nó là nằm ở trung tâm rồi đấy, trung tâm Long An rồi đấy. Giá đất bên này thì cao hơn khu bên kia. Đất bên này thì chắc nó sẽ rơi vào tầm 6 triệu một mét là đúng rồi. Đất bên này chính xác là nếu mà đúng giá là 6 triệu một mét thì bên này là đúng. Ok. Giá đối bên này là nhìn nó khác hẳn chứ. Hiện tại các bác biết bây giờ bao nhiêu giờ không? Bây giờ là phải là 10 giờ trưa rồi. Thì tôi đi vào chủ nhật. Thì khoảng thứ hai là có video lên rồi đấy. Vì chủ nhật thì tôi mới rảnh chạy đi về dưới này cho các bác. Chứ còn nếu mà ngày bình thường thì không có thời gian chạy về dưới này đâu. Ồ, bên này thấy nó sầm uất phết nhỉ. Này to quá, mình cứ chạy đuối luôn á. Không sao, cứ quay cho các bác thôi. Đường xa đây thì làm đàng hoàng sạch sẽ rồi. Nói chung là điểm cộng cho đường xa. Lên đây nữa thôi nha các bác. Lên đây mình một vòng bên này nữa thôi là xong. Wow, đây gọi là nhà xe biệt thự này, bóng ác không? Đấy, đây khu đất này mà nó nằm phía bên kia đường này. Chăn bò mà. Rồi, thôi đi ra nha các bác. Đấy thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái khu trung tâm mở rộng thành phố Long An, nó thành phố Tân An nó là như thế. Thì tương lai có thể biến cái khu này trở thành cái khu trung tâm hành chính đấy. Khu này á, cái tầm nhìn của người ta là như thế, cho nên là cái khả năng phát triển của nó trong tương lai thì cũng khá cao. Nhưng còn tỷ lệ bao nhiêu phần trăm rồi, bao nhiêu phần trăm chắc thắng, chắc ăn thì tôi không dám khẳng định đâu. Để cho các bác suy nghĩ thôi. Khu này thì chắc tầm khoảng 5-10 năm nữa thì có thể có khả năng kín. Nhưng trong ngắn hạn thì chưa đâu.
Thôi đi ra thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Và các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây không biết là cái dự án gì đây. Cái này chắc là dự án chung cư rồi này. Cái khu này là chắc là dự án chung cư chắc rồi đấy. Xây kiểu này là chung cư rồi. Nhưng mà chung cư gì thì không biết. Chưa biết. Rồi, đây quốc lộ 1A này này.